Chiều hôm nay em cập nhật clip hai bộ mẹ con nha anh chị. Đó, mẹ mẹ con cái mẹ Bushin để con cái kem dòng F1. Bờ cái kem thì tướng tá này rỗng đánh đúng bản đó anh chị. Chân cẳng cối ú nù luôn, mẹ ma con ma mẹ mát sữa con ú mề. Đó thì mẹ đã bơm lại kem tiếp tầm gần 2 tháng rồi anh chị ơi. Đó. Mẹ thì mẫu bô lùng, bầu sữa lúc lắc. Đó thì do nói chung là cũng thiếu cỏ anh chị ơi. Đó, mùa khô tới mùa lạnh tới rồi thì thiếu cỏ. Thì chủ nhà cũng chiết cái bộ mẹ con này cho anh chị về nuôi sinh sản. Đó thì mẹ thì lúng bản lúng chuyền anh chị. Đó thì đẻ lứa 3 rồi anh chị ơi. Chữa lại lứa 4. Con là con cái kem tầm mét bò là anh chị ơi. Đó, con thì dòng kem F1 thì mình để nái sinh sản tiếp được nha anh chị. Mẹ thì để lứa 3 chữa lại lứa 4 là anh chị ơi. Đó, bò nào mát sữa thì phải ốm nha anh chị. Đó, thì thiếu cỏ. Thì những dòng này thì mình bắt về mình có đồng chăn thả nuôi vẫn ok anh chị ơi. Đó. Thì anh chị nào có cần bộ mẹ con giá rẻ thì liên hệ số điện thoại em để cho mình. Giá 25.500. Anh chị nào thấy giá cả hợp lý thì liên hệ. Đó. Mẹ bò này tốt bò nha anh chị. Đó, bầu sữa căng cứng qua đen thui kỹ đuôi chà bá luôn đó. Đó, bò con ú nù luôn anh chị. Đó. Dòng kem F1 thì mình làm nóng sạch sẽ ok. Đó. Mẹ rất là mát sữa nha anh chị. Đó, con nào mát sữa thì mẹ phải ốm. Rồi anh chị thấy giá cả hợp lý thì liên hệ số điện thoại em để cho màn hình. Đó. Bò mẹ mặt cục nha anh chị. Đó, miệng rộng phía sau, ăn uống thì vô tư. Sợ không có mà cho ăn anh chị. Đó, phun tàn này về mình dỗ thì mau lên lắm. Đó, có đồng chân thả thì ăn đủ cỏ nó cũng mập đó anh chị. Tại vì bò đứng chuồng mà chị rơm thì ăn rơm muốn nước lạnh thì nó phải gân bò. Đó, bắn đùi sâu nha anh chị. Đó, thùng dạo uống quá sâu anh chị. Rồi, anh chị nào có cần bộ mẹ con cái kem về làm giống sinh sản thì liên hệ. Đó, thì chăn nuôi bò giống Long An bán những con giống nào bò này là lòi lú nghiêm chỉnh nha anh chị. Chân móng hoàn thiện, bao thật lỗi. Đó, chỉ bao con mẹ hơi ốm xíu thôi. Rồi, qua bộ thứ hai anh chị, mẹ xin đẻ con cái xin. Đó, mẹ thì đẻ tầm lứa 2. Hai con rồi anh chị. Con này thì con cái xin, chân móng hoàn thiện, bao bú giò bú cẳng anh chị, xuống lúng xuống ruột. Đó, tầm 2-3 con rồi. Thì những dòng này thì đẻ con mát sữa anh chị. Bô lùng chúng chiều cao mét hai mấy nha anh chị. Đó, chân là móng sò, đuôi phết gót luôn anh chị. Đó, sấy tích thì con mẹ nghiêm chỉnh anh chị ơi. Đó, thì anh chị cần bộ mẹ con cái xin này về thả đồng rồi thì liên hệ em. Đó, giá là 24 triệu, bao ship thành phố Tân An. Anh chị nào thấy giá cả hợp lý thì liên hệ trao đổi mua bán anh chị ơi. Mẹ con cái xin. Đó, thì mẹ cũng bỏ nọc lại tầm 1 tháng hơn rồi nha anh chị. Bò này bỏ nọc trắng bạn tên nên anh chị ơi. Đó, thì đẻ ra cái mình làm giống sinh sản được thì vô béo. Thì, có đồng chăn thả thì hay có cỏ nẻ thì bắt bộ mẹ con này về nuôi sinh sản ngon lành. Mẹ nó cũng sinh sản con làm giống luôn anh chị ơi. Đó, giá cũng yêu thương. Đó, mẫu này lưng đôi nha anh chị, thùng dạo. Rồi anh chị thấy kênh hay clip hay cho em được đăng ký chia sẻ, em cảm ơn nhiều.